Thưa quý vị và các bạn, hàng năm từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 âm lịch, nghi thức lễ hội Nghinh Ông đã diễn ra tưng bừng tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là lễ hội tiêu biểu của tỉnh Cà Mau, là di sản văn hóa mang đậm nét truyền thống văn hóa và phong tục tập quán của cư dân vùng biển, là sản phẩm văn hóa được kết tinh qua nhiều thế hệ, gần 100 năm hình thành, phát triển với bao biến cố thăng trầm của thời gian. Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống nhân văn tốt đẹp. Hàng năm, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 âm lịch, nhân dân khắp nơi lại tụ hội về thị trấn Sông Đốc cúng, viếng và tham gia các hoạt động của lễ hội. Các hoạt động diễn ra long trọng, trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn đối với vị thần Nam Hải Đại Tướng Quân. Nghi thức cúng, tế thể hiện rõ ước nguyện, sự cầu mong cho mưa thuận gió hòa, đánh bắt bội thu, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà yên ấm. Ngoài nghi thức tế lễ, nhân dân còn được tham gia các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể thao rất sôi nổi tại địa phương. Với bề dày lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết, đây là lễ hội truyền thống của bà con ngư dân ven biển tỉnh Cà Mau. Đây cũng là nơi thể hiện đạo lý dân tộc như uống nước nhớ nguồn, trọng thị, trong ứng xử và trong nghĩa tình. Từ đời này sang đời khác, lễ hội Nghinh Ông đã đóng góp không ngừng cho việc xây dựng đạo đức lối sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia. Đây cũng là lễ hội quảng bá những giá trị văn hóa phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc trưng mang đậm nét văn hóa biển, đảo của tỉnh Cà Mau đến với du khách trong và ngoài tỉnh.